với cả chú Tùng Trọng thì nói chuyện với nhau rồi. Hôm chú cũng gọi điện bảo là chú cháu mình thì cái chuyện ngày Anh xưa ấy. Khánh ơi, anh Khánh, anh nói chuyện đi nha, em đi về bay mọi người bên anh Khánh nha. Ok, chào em Anh có gái. gì cho anh? Vâng, chị ơi. Thì là câu chuyện em với cả chú Dũng thì là gọi điện nói chuyện với nhau rồi. Nhanh. Thì hôm nào chị sắp xếp cho em với chú gặp nhau một hôm. Ok mà. Bây giờ như này, hôm nào em ấy chị gọi chị cho chị đi hai chị em sang cái đấy. Giờ hẹn gặp nhau ở Hoàn Kiếm đi. Đấy. Vâng. Em bây giờ này em hay về Hà Nội mà, chứ mà mình sang nhà chú làm gì? Mình đi ăn ở nhà hàng cho nó đàng hoàng. Nhưng bây giờ chú ở một mình, bây giờ sang nhà ăn bày bừa đấy mà chị em mình đi dọn rửa bát thì nó cũng buồn cười, mà mình ăn xong mình bỏ đấy thì cũng lại buồn cười. Thì tôi không làm này, chị gọi điện cho ấy. Chú Thế đấy hôm về, nào chị em chú ở một mình ấy, bây giờ mình ăn xong mình bừa ra đấy mà tầm cỡ như chị em mình mà đi rửa bát và đi dọn đồ thì cũng dở, mà để chú ý rửa cũng dở nên là ra nhà hàng em chiêu đãi một hôm. Mình vào nhà hay là mình mời chú ý sang Dung Cua ăn được. Hôm nọ em ăn ở Dung Cua đấy, 4 triệu 9 đấy. Trời ơi. Ủa, ăn mấy cái con cua cua, mấy cả mấy con tôm tôm, mấy cả mấy con đấy mấy. Đắt view đẹp, Dung Cua đẳng cấp mà, Dung Cua Bắc Linh đẳng cấp mà. Đẳng cấp, chị em mình thì nghĩ gì chuyện tiền bạc chị ơi. Nhưng mà từ lâu rồi chị vẫn chê hoài à? Chán nhỉ? Okay. Thế thì chết. Thế chết đấy chị ạ. Vâng. Thế chết đấy. Nó bảo là chim chết thằng gì nhỉ, thằng ấy nhỉ, Thằng nào chị? gì nó bảo chim chết nhỉ, bố Chịu nó chết nó chán lắm, tiến tiến bị ba. không phải tiếng bị thằng gì vừa bỏ cái gì cây cây nhỉ, Cây cây là thằng nào? cái cảnh ấy. Chịu chết là thằng nào nhỉ? À, Huấn Hồng á. Huấn Hồng nó bảo là có làm rồi. Cháu chịu, mấy cả có làm mới có ăn, không làm thì ăn đấy. Đấy. Huấn Hồng em tiết lộ với chị một hôm này như này nhá. Huấn Hồng mấy năm nữa không giàu em đâu. Em của chị mới là đẳng cấp. Trùm miền Bắc luôn. Và tầm cỡ của em tiếng nói của em nhá, bây giờ từ Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh rồi nghe lời em nói. Các đại ca đại cốc dưới đấy nhiều khi phải thông qua em nhiều việc. Thật đấy, nói thật mà. Nhiều cái sự vụ ở miền Bắc này phải hỏi ý kiến em. em bị giỏi mà biết tư Và vấn. uy tín mà. Chung là mình ấy thôi, mình thiên về ngoại giao, mình không phải là tay đâm tay pha. Dạo này gầy hơn tí rồi. Dạo này em cũng chưa yêu ai đâu đấy. Gầy nhưng mà vẫn gầy, không ai chăm sóc thì người vẫn gầy hết người. Chơi gì đâu? Có lâu lâu thì gọi là đây, lâu lâu thì đây. Lâu lâu thì nấu cơm bằng dĩa tí thôi. Dĩa vào Đi sạc. đẹp đấy. À, dĩa vào sạc Đi đẹp luôn. đấy. Đi đẹp đấy. Ô, này, cái tẩu hút keo của em bằng 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 ngà voi luôn, chị xem không? Tẩu hút keo em bằng ngà voi chạm vàng luôn, khắc vàng luôn. Đây. Thật mà, đẳng cấp mà. Không, cái tàu này là tàu phụ thôi. Cái tàu này thì là tàu phụ. Tàu vừa sạc luôn, tàu vừa sạc luôn. Cả bộ luôn đấy hả? Đi theo cả bộ này. Mà chán lắm. Nhưng mà em chơi thì em hay sang Campuchia em chơi, nó ở Pháp. Em có chơi ở Việt Nam đâu, lâu lâu giải trí tí. Nhưng mà sao cái đấy chơi thì dễ quá, cũng mệt lắm. Bên đây đồ nó ngon hơn, mà phòng nó đẹp, mà chơi thoải mái, không sợ. Mà chơi nhiều quá này, quẹo. Không 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 sợ là chơi ở Việt Nam ấy. Quẹo nhá. Sao? Quẹo nhá. Chơi chơi. Gì gì ấy. Chị đào chị đây đang bên Đức à chị? Ở Lan Đức. À đi sang Euro à? Đại khái thì không biết có Chắc sao chắc đâu, không nhưng chắc sang xem hay Euro. đang ở Đức. Em 2 tuần nữa em bay Đức để em xem từ tứ kết này em vào bay sang Đức em xem bóng đá mà. Hôm chị đi Trung Quốc với nó mà, hôm chị đi Trung Quốc với nó mà mấy hôm. Chị ơi, bao giờ mà vào trận tứ kết này em bắt đầu sang Đức em xem bóng đá, mà bởi vì là bây giờ những cái trận vòng bảng nó không hay, nó toàn đội vớ vẩn này. Khi nào mà vào vòng sâu toàn đội mạnh em. Em 2 tuần em đi Đức mà em đặt vé rồi, visa cũng hộ chiếu visa. Thế còn gì bằng Em đi Đức em xem bóng đá mà. Đất em mình ấy. Và em của chị nó vẫn là số 1. Thôi là số 2.
À quên, em của chị nó chỉ là số 2 thôi. Xuất hiện. Số 1 à? Em của chị là số 2 nhưng mà số 1 chưa xuất hiện. Chưa xuất hiện à? Số 2 số 1 chưa xuất hiện à? Thì là 2 tuần nữa là em ra Việt Đức thì là chị ra thăm em nhá. Rồi đi nhổ cái đinh ở chân. Chân đặt gấy khâu chân vào mổ. Nhưng mà nhổ đinh ra thì là xong hết nhỉ? Xong lại 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 quẩy như khá bảnh luôn. Vậy thôi. Ok mà. Thế thì nhá, thế thì em hẹn chị ấy, em đi ăn đây. Em hẹn chị ấy. Em đi suốt em chào Ok chị nhá. nhá. Hôm nay chị gọi trước. Hôm nay sau có gì là xem. Dạ. Thôi em chúc chị với gia đình là luôn mạnh khỏe, bình an, may mắn, công việc thuận lợi, hồng phát. Chúc chúc chị mình là đi gấm về hoa mà tay tiêu tiền tỷ, lụa là phấn son. Đâu, chúc chị là đi gấm về hoa, tay tiêu tiền tỷ, lụa là phấn son. Cuộc đời luôn luôn là hanh thông rực rỡ, tươi tốt. Uy tín mà, chị trong mắt em vẫn là uy tín mà. Dạ, Em ra em chào chị nhá. Vâng. Vâng ạ. Đâu bà chị em của chú chào. Em gái chú chào. Đến chưa? Ok. Bia đi ăn đi bia. Chào anh em nhá.